Phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của người dân, trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ môi trường được nhân rộng tại nhiều địa bàn khu dân cư. Các câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường cũng là một trong số những mô hình tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, huy động cộng đồng chung tay giữ gìn cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp. Các câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường đa quân hoạt động đều đặn vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường, bãi đất trống có nhiều rác thải tập kết. Nhiệt tình, năng nổ, mỗi hội viên cựu chiến binh không chỉ nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân mà còn tích cực kêu gọi người dân khu dân cư tham gia hưởng ứng, chung tay làm sạch môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại. Chúng tôi cũng chỉ mong rằng là mình tiếp tục phát huy, nhưng công tác môi trường không phải chỉ có cái hội cựu chiến binh, hội ở câu lạc bộ môi trường, mà chúng tôi mong muốn rằng là nó phong trào của toàn dân, từ các em bé nhỏ cho đến những cụ già đều có cái thái độ tốt đối với cái môi trường và hưởng ứng cái phong trào này. Các đoàn thể ví dụ như là đội rồi các đoàn ở trường cũng kết hợp cùng với phong trào, thì tôi nghĩ rằng là cái phong trào này sẽ bền vững và ngày càng tốt đẹp hơn. Không chỉ đa quân dọn vệ sinh môi trường, thời gian qua các cấp hội cựu chiến binh đã xây dựng hơn 100 tuyến đường, đoạn đường an toàn, văn minh, xanh sạch đẹp. Tại các đoạn đường này, mỗi hội viên cựu chiến binh được phân công tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không cơi nới làm khuất tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Có thể nói rằng cái hoạt động câu lạc bộ môi trường của cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng là một điểm sáng của cả nước. Trong những năm qua thì cái hoạt động câu lạc bộ môi trường hoạt động rất là hiệu quả. Hiện nay 56 xã phường trong toàn thành phố đều có câu lạc bộ môi trường. Thực hiện chương trình phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đến nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã thành lập hơn 190 câu lạc bộ với gần 5.000 thành viên. Giai đoạn 2021-2030, các địa phương tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường, đồng thời vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh tích cực thực hiện 3 phong trào trọng tâm là ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại chất thải rắn sinh hoạt.